vị và các bạn đang đến với chương trình nhận định và bình luận của báo điện tử bóng đá. Giữa tuần này, Manchester City sẽ có chuyến làm khách đến sân Bernabeu ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Man Xanh vừa có màn chạy đà thành công sau chiến thắng 1-0 trước Leicester City ở giải Ngoại hạng Anh, song làm khách tại Bernabeu luôn là một thử thách khó khăn. Trước trận đấu này, cùng đến với những nhận định của vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay, phóng viên Thành Trần. Xin chào chị Thu, xin chào quý độc giả của Bóng Đá Plus. Real Madrid đã bất ngờ để thua 0-1 trước Levante hồi đầu tuần trước tại La Liga và khiến họ rơi xuống vị trí thứ hai. Tuy nhiên, việc các cầu thủ thi đấu không đúng sức khiến cho giới chuyên môn nhận định là đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giữ chân cho đấu trường C1. Anh đánh giá Real trước trận đấu này như thế nào? Tôi không nghĩ rằng là chúng ta có thể nói rằng là Real người ta giữ chân La Liga cho C1, bởi vì là cái trận thua gần nhất của Real nó có thể báo hiệu một cái sự sụp đổ theo domino. Tức là chúng ta hiểu rằng là ở mùa này thì Real mới thua 2 trận La Liga, trong khi Barca thua 4 trận. Nhưng mà bây giờ Barca lại hơn Real 2 điểm. Và trong 4 trận gần nhất thì Real chỉ thắng 1. Và trong 1 tháng vừa rồi thì họ bị loại khỏi cúp nhà vua và bị Barca vượt mặt. Đấy rõ ràng không phải là một dấu hiệu tốt hay một cái sự chạy đà hoàn hảo trong một trận đấu Champions League. Thì tôi nghĩ rằng là vấn đề của Real ở mùa giải này đấy là họ đồng đảnh vậy. Giống như là cũng gần thời điểm này năm ngoái thì họ thua Mallorca, một đội đứng thứ 19 năm ngoái. Bây giờ thì họ thua một đội rất bảng xếp hạng. Và cái việc đấy nó có thể ảnh hưởng rất nhiều, bởi vì rõ ràng lúc này là Hazard chấn thương, Gareth Bale coi như là kẻ ngoại đạo, Benzema là khi Benzema là đánh rơi phong độ thì Real gần như không thể ghi bàn đều đặn nữa. Các tân binh của họ đến lúc này chỉ còn là Ferland Mendy là đá tròn vai thôi. Thì tôi nghĩ rằng là trận đấu này mặc dù trên sân nhà nhưng mà nó sẽ không dễ thở với cả Real đâu, nhất là khi chúng ta nhìn lại mùa trước họ đá sân nhà với Ajax cũng ở vòng 1/8 mà thua tan tác. Về nhân sự ở trận đấu này thì trong trận đấu với Levante tại vòng 25 La Liga thì Eden Hazard đã tiếp tục dính chấn thương vào phải rời sân sớm. Về phía Man City thì họ cũng đang phải chạy đua với chấn thương của Sterling. Vậy thì theo anh, những sự thay thế nào sẽ được lấp vào những khoảng trống này? Hazard thì khả năng sẽ phải nghỉ hết mùa. Đây là lần thứ 3 anh ấy nằm viện kể từ khi gia nhập Real với mức giá khoảng độ 100 triệu euro vào mùa hè năm ngoái. Thì tôi nghĩ là với cả Zidane bây giờ thì lựa chọn ông không có nhiều, ông vẫn sẽ chỉ là Vinicius. Đấy là một cầu thủ mà như Zidane nói rằng là có nhiều tố chất của một ngôi sao nhất sau Eden Hazard ở Real Madrid. Và việc ông ấy đá đội hình 4-3 thì bây giờ mất đi một cánh thay vào Vinicius, tôi nghĩ đấy là lựa chọn. Còn Sterling thì khả năng anh ra sân tôi nghĩ là vẫn cao, nhưng mà tất nhiên thể lực và thể trạng không tốt. Ở mùa giải này thì Sterling không phải là De Bruyne, là cầu thủ mà in dấu giày vào số bàn thắng của Man City nhiều nhất. Và Pep đã từng nói rằng là kể từ khi ông cầm Man City thì Sterling là cầu thủ có sự tiến bộ vượt bậc và thay đổi hẳn đẳng cấp từ một cầu thủ khá thôi thành một cầu thủ xuất sắc. Với Manchester City thì họ vẫn đang xây chắc vị trí top 2 ở Ngoại hạng Anh với 2 chiến thắng liên tiếp trước West Ham và Leicester. Vị trí hiện tại ở giải đấu quốc nội là khá an toàn và nửa xanh thành Manchester thì hoàn toàn có thể tập trung vào đấu trường ở châu Âu. Anh nhận định như thế nào về cơ hội của Man Xanh trước trận đấu này? Với Man City thì tôi nghĩ rằng là Premier League bây giờ với họ đã là vô nghĩa rồi. Bởi vì là ngay cả trong trường hợp họ có vô địch đi ở Premier League thì chưa chắc họ đã được đá cúp châu Âu sang năm theo cái án phạt mới nhất của UEFA. Nữa là bây giờ khoảng cách với cả Liverpool nó là gần như không thể sát lấp. Người ta tính rằng nếu như Liverpool tiếp tục đá như này, tức là thắng toàn bộ các trận trong tháng 3 và Man City chỉ cần thua một trận thôi thì Liverpool sẽ vô địch trước 2 tháng. Tức là coi như là chúng ta hãy quên Premier League với, và bản thân Pep đã nói rằng là sẽ là viển vông, sẽ là hoang đường nếu như mà các cầu động viên Man City kỳ vọng là một cái gì đấy ở Premier League. Còn tại Champions League thì thực sự là Man City vẫn là một dấu hỏi. Người ta luôn luôn nghĩ rằng là Pep không có khả năng vô địch C1 với cả một đội bóng không có Messi. Mà chúng ta nhìn lại là nó không sai, lần gần nhất Pep vô địch là cách đây 9 năm rồi. Thì liệu rằng là sau tính đến bây giờ là Pep đã trải qua 2 đội bóng khác nhau và có mùa giải thứ 7 liên tiếp bước qua khỏi vòng bảng Champions League, cầm một đội bóng khỏi Barca, nhưng họ Bayern thua, Man City thua, mà năm ngoái là thua tức tưởi trước Tottenham. Thì tôi nghĩ rằng là có thể là họ sẽ đá một trận, tất nhiên là họ sẽ đá quyết tâm bằng mọi giá để có bàn thắng ở trên sân khách đã. Tôi nghĩ đấy là mục tiêu quan trọng nhất, có bàn thắng trên sân khách. Đây không phải là lần đầu tiên Real Madrid và Man City gặp nhau ở đấu trường Champions League. Thậm chí là trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại thì trong vài năm qua cặp đấu này xuất hiện khá thường xuyên. Hai huấn luyện viên Pep Guardiola và Zidane đều là biểu tượng cho những cái giai đoạn thành công. Pep Guardiola hay là với Real Madrid và Zidane, anh nói thế nào về cái lần gặp nhau lần này của hai huấn luyện viên? Chúng ta nói là cái cuộc gặp nhau này rất là oan gia ngõ hẹp. Ở chỗ rằng là nếu như Champions League là nội ám ảnh của Pep Guardiola
thì Champions League lại là niềm tự hào của Zidane và là cái mà khiến cho Perez không thể sa thải ông ngay cả khi có muốn. Chúng ta nói là không muốn nữa là cho lịch sử vô địch 3 năm liên tiếp quốc siêu châu với một đội bóng cả mà Zidane làm được việc đấy và khiến cho các cầu thủ tâm phục khẩu phục, trong đó Pep thì ám ảnh. Nhưng nó có một cái câu chuyện rất là thú vị là giữa hai cái huấn luyện viên này, đấy là họ thì rất ít khi đụng mặt nhau ở trên cương vị huấn luyện viên, nhưng trong quá khứ tại Euro 2000, đấy là một cái giải đấu mà Zidane đã vô tình chấm dứt sự nghiệp theo quốc tế của Pep. Trận tứ kết Euro 2000 mà Pháp thắng Tây Ban Nha 2-1, đấy là trận đấu mà Zidane là người mở tỷ số, và sau đó thì Pep lại suýt nữa bị đuổi khỏi sân vì một tình huống là cao chân với cả Yuri Yokaev. Và sau cái trận đấu đấy thì vào phút cuối cùng thì Raul đã sút phạt penalty và Tây Ban Nha thua 1-2. Đấy là giải đấu quốc tế cuối cùng trong sự nghiệp mà Pep có thể giành một huy chương, một danh hiệu. Ông có tất cả với Barca ở trên cương vị đội trưởng, nhưng mà tại Euro 2000 ông thừa hiểu rằng là đấy là cuối cùng, bởi vì tại World Cup 2002 thì trước đấy thì Pep đã chấn thương và ngay sau đấy thì ông lại trôi dạt sang tận Mexico thi đấu. Và chúng ta nói rằng là cái Euro 2000 nó cũng là một trong giải đấu mà đánh dấu cái sự khẳng định tên tuổi lần nữa của Zidane sau World Cup 98, trong đấy lại là dấu chấm hết với sự nghiệp quốc tế của Pep. Thì tôi nghĩ là đây chúng ta có thể biết rằng là có thể ở lượt Champions League này thì Zidane sẽ là người chấm dứt cái triều đại của Pep Man City, hoặc ngược lại Pep có thể chấm dứt kỷ nguyên của Zidane tại Champions League, một trong hai. Xét về lịch sử đối đầu thì Real Madrid là đội bóng chơi tốt hơn với 3 trận thắng và chỉ một lần thất bại trước Man City. Trong quá khứ những trận đấu của Real Madrid và Manchester City đều diễn ra rất gay cấn và hấp dẫn. Vậy thì trước trận đấu này anh nhận định như thế nào về tỷ số? Tôi có một cái linh cảm, đấy là Man City người ta sẽ phần nào đấy đá trên chân với cả Real, nhất là khi là để mà đá theo kiểu pressing của Zidane hiện tại thì không thể dễ ăn Man City được. Không thể, bởi vì Man City là đội mà khả năng chuyền bóng chỉ thua Barca ở trên thế giới hiện nay thôi, và soát pressing rất là tốt, thì tôi vẫn mạnh dạn dự đoán là Man City thắng 2-1 ở trên sân Bernabeu, thắng 2-1. Cuộc so tài giữa Real Madrid và Manchester City trên sân Bernabeu sẽ được diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 27 tháng 2. Phóng viên Thành Trần đã nhận định về trận đấu này với tỷ số 2-1, chiến thắng sẽ nghiêng về Manchester City. Quý vị và các bạn nhận định như thế nào về trận đấu này? Hãy cùng để lại với chúng tôi những chia sẻ, những bình luận của các bạn trên Bóng Đá Plus cũng như fanpage của Bóng Đá. Một lần nữa xin được cảm ơn vị khách mời của chương trình ngày hôm nay, phóng viên Thành Trần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những trận đấu tiếp theo.